Lô máy ECHO dọn hết rồi anh em, làm nổ hết, rất là đẹp. Đó. Tối quá trời tối rồi. Quay sơ qua cho anh em nhé. Làm nổ hết rồi nhé, mặt này. Mặt tiền anh em thấy đỏ au luôn. Rất là đẹp nhé. Bơm nước làm nổ hết, ngon lành hết rồi anh em. Đó. Solo. Solo của Đức nha anh em. Tay cụt. Ba một hai không khách chốt mãi chưa đi được anh em ạ, hàng nặng quá, quá 10 kg gửi không có được. MS 200 con này đẹp mà chưa có dọn anh em, mặt này. Tay cụt G250, còn mấy con nhỏ 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 vậy giới thiệu cho mọi người nhé. À quên, có cái món này lâu lắm rồi mình chưa có làm video lại. Cái món cựa trèo cây anh em, cựa trèo cây hàng rất là nhiều nhá. Hàng đợt này rất là nhiều anh em. Anh em nào là xin lấy số lượng alo mình nhá, inbox mình nhá. Qua số điện thoại là 0947207718, mình làm một video ngắn ngắn chút xíu vậy thôi. Đây hàng đây đang chờ đi nhỉ. Chờ đi. Đây mình chỉ quay những cái hàng mà đã dọn rồi nhá. Hàng đã dọn rồi. Đây con khoan đất này khách cũng chốt rồi này. Còn mấy con máy rửa xe đây anh em có làm ủng hộ mình nhá. Anh em đây hàng Jenny. Rồi, ok. Đó. Mấy con máy này. Đẹp lắm anh em. Có một một hai con thì nó bị gãy cái tay chắn, nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Đây kiểu như con này này. Quay sơ cho anh em. Dòng này thì nó 36cc. 36cc và piston của nó là 39 ly nhá. Xài sử dụng gia đình cực kỳ ngon luôn. Còn con này là 40 mấy cc. Rất là to, 46cc, rất là to luôn. Nặng. Xài cắt đúng sướng luôn anh em ạ.